Chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay Túi Da Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên những cái sản phẩm mới ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc cặp đựng laptop ha. Da thật 100% có thương hiệu. Và dây đeo chất liệu là vải dù. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 30. Và cái bề dày là chính để mình xách tay và mình đeo chéo. Rất là ok ha. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải ha. Và một ngăn ở đây. Bên trong dập hiệu thương hiệu Dunlop và một ngăn ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp ha. Ở đây nó sẽ có hai cái nút khít 500 khít lại rất là chắc. Khuyên khóa ok hết ha. Để xách tay, đeo chéo, dây đeo, vải dù. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong rất là rộng rãi, thoải mái. Thì bên trong là lót nguyên bản chập hiệu thương hiệu Dunlop. Dunlop ha, hai ngăn ở đây. Và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng. Và bên trong dập hiệu thương hiệu Dunlop có một cái khóa kéo miệng đây. Sạch đẹp hết ha. Đầu lai thì shop sẽ giảm giá chiếc túi này ha. Để mình xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên giùm shop một cái mã là 6447 ha, 500k. 6447 500. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo vai da mộc khác. Màu nâu sô cô la rất là xinh xắn. Kích thước bề ngang là 21, chiều cao 20 và cái bề dày là 8 để mình đeo vai. Da mộc khác rất là xinh xắn. Và ở đây sẽ có một cái nút khít 500 khít lại và một ngăn ở đây. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp hết ha. Khít 500 chắc. Đựng vừa tất cả các dòng điện thoại để mình đeo vai đi tiệc cũng rất là sang ha. Độ mới còn khá là cao, trên 80%. Lên giùm shop một cái mã là 9984 9984 490k 9984 490. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay dạng da độc lạ nha mọi người ha. Da rất là dày. Da độc lạ rất là dày, để mình xách tay đi tiệc cũng rất là sang, phong hợp. Khuyên khóa vàng ươm, sáng bóng. Kích thước bề ngang là 32, chiều cao là 23 và cái bề dày là 8. Để xách tay như thế này. Ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra, mình nhấn vào thì chiếc túi này sẽ mở ra. Bên trong một ngăn đây, một ngăn đây và một ngăn đây có một cái khóa kéo miệng ha. Sạch đẹp hết. Phong hợp xách tay đi tiệc. Lên giùm shop một mã là 9937 ha. 9937 690k 9937 690. Và cái đến đó là một chiếc túi ha, xách tay Yahoo. Da thật 100% ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 35, chiều cao là 22 và cái bề dày là 20 để mình xách tay và mình đeo chéo được ha. Đeo vai thôi. Dây này hơi ngắn thì mình không đeo chéo được, đeo vai xách tay như thế này. Đựng vật dụng ha. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng. Thương hiệu thì thương hiệu của Lentis ha. Một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải ha. Lót vải giả Yahoo. Bên ngoài là Yahoo thật 100%. Dòng Reward có mã số ha. Made in Italy. Lentis in Italy. Quá là đẹp luôn. Lên giùm shop một cái mã là 9568 ha.
990k, hôm nay shop sẽ giảm còn 890. 9568 890k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay màu trắng rất là đẹp luôn, da thật 100%, độ mới còn khá là cao. Kích thước bề ngang, bề ngang là 25, chiều cao 23 và cái bề dày là 10 để xách tay. Da thật ở đây sẽ có một ngăn ít 500, bên trong là lót sạch đẹp, có một cái phát có miệng ở đây sạch đẹp hết ha. Xách tay như thế này, da thật. Và lên dùm shop một cái mã là 9970 390k, 9970 390. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Austin, Ostani Ristan Italy, giá thật 100% ha, thương hiệu của Italy. Và kích thước của chiếc túi này mình có thể mình đi tiệc được ha. Chiếc túi này độ mới khoảng trên 80%, bề ngang là 33, chiều cao là 20 và cái bề dày là 14, để mình xách tay như thế này, da thật hết hết ha. Và cái độ mới còn khá là cao, đinh ốc còn rất là ok, thương hiệu Ristan của Italy. Và để mình xách tay ở đây phía sau, da rất là dày ha, có một cái khóa cáo miệng ở đây, bên trong lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu Ristan và cái chất liệu da là dày, cực kỳ dày. Và ở đây sẽ có một ngăn ở đây, bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu, và một ngăn ở đây, hai ngăn riêng biệt, một ngăn ở đây lót nguyên bản dập hiệu thương hiệu, thương hiệu Ristan Ostini của Italy ha, của Ý, và có một cái khóa cái miệng ở đây sạch đẹp hết. Xách tay và để đi tiệc ha, rất là sang. Lên dùm shop một cái mã là 7896 690k, 7896 690. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha, một chiếc cặp giá thật 100%, thương hiệu Range Rover. Và ở đây kích thước của chiếc cặp này bề ngang là 38, chiều cao là 29 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, cặp này đi hộp ha, và có một cái khóa cái miệng ở đây, một ngăn và một ngăn ở đây và một ngăn đây, có một cái khóa cái miệng ở đây và một ngăn ở đây, bên trong sẽ có hai ngăn và một ngăn ở đây, thật đẹp ha. Một chiếc cặp da thật hết. Và ngoài ra chiếc cặp này nó sẽ có một lỗi nhỏ ở chỗ này ha, cái chỗ này nó sẽ cái dây như thế này, ở đây nó sẽ có một cái đinh và cái đinh này thì nó nằm ở trong đây. Shop sẽ giảm giá chiếc túi này để về mình sửa lại cái phần này ha. 5824 690, hôm nay shop sẽ giảm còn 300. 5824 300. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da thật ha, da thật 100%, da rất là dày dặn và chắc chắn. Kích thước bề ngang, bề ngang là 27, chiều cao là 22 và cái bề dày là 13, để mình xách tay như thế này. Và ở đây sẽ có một cái nút hít 500, bên trong là lót da ha, và thương hiệu dập nổi trên Kitamura là một cái thương hiệu của Nhật, có thương hiệu ha. Và có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong lót sạch đẹp ha, Kitamura thương hiệu của Nhật. Để mình xách tay vintage, lên dùm shop một cái mã là 9936 ha, 690k,
thương hiệu Kitamura xịn sò của Nhật ha. Và kế đến đó là một chiếc cặp thương hiệu Red Dragon Ring để mình xách tay ha, để mình xách tay không dây đeo chéo. Kích thước về ngang 35, chiều cao 27 và cái bề dày là 10. Xách tay như thế này, da thật 100%. Và ở đây sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây. Và bên trong một ngăn ở đây để đựng laptop nhỏ ha. Và thương hiệu Red Dragon Ring dập nổi trên cái miếng da. Và có một ngăn này sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 6901 ha. 490, hôm nay shop sẽ giảm còn 390. 6901 390. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da đen, da thật 100%. Kích thước về ngang 34, chiều cao 23 và cái bề dày là 10. Để mình xách tay mình đeo vai dạng kẹp nách ha, da thật. Đi tiệc cũng rất là sang luôn ha. Để mình xách tay như thế này. Da đen, da thật đang lại với nhau. Và ở đây có một cái nút hít 500, hít lại mình mở ra như thế này. Thì đây sẽ có một cái khóa kéo miệng sạch đẹp ha. Lên dùm shop một cái mã 9987 ha, 490k. 9987 490. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha, có thương hiệu Ellie Home. Da thật 100%, kích thước bề ngang. Bề ngang là 36, chiều cao 29, chiều cao là 27 và cái bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này và mình đeo chéo. Dây đeo chất liệu là vải dù chắc chắn. Ở đây sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp. Và ở đây mình mở ra hết 500 thì đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Ellie. Và một ngăn ở đây. Và đây là miếng test da luôn, da thật 100%, da rất là dày dặn và chắc chắn. Và ở đây nguyên một cái thớ da hết 500 lại. Ở đây đựng bút đựng viết ha. Một chiếc cặp thương hiệu Ellie. Lên dùm shop một cái mã là 6963, 690k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 500 ha. 6963, 500k. Và một chiếc túi đeo vai thương hiệu Đất Linh Đôn, chất liệu vải dù kết hợp với da. Thương hiệu Đất Linh Đôn là một thương hiệu khá là xịn của Anh ha, nước Anh. Kích thước bề ngang, bề ngang là 27, chiều cao là 30 và cái bề dày là 13. Để mình đeo vai da, cái phần màu đen là da kết hợp với đây chất liệu là vải dù chắc chắn, thương hiệu của Đất Linh Đôn. Dạng bút két rút miệng ha. Bút két thì thứ nhất là phong thủy. Thường những cái túi dạng bút két thì người ta sẽ để tiền ha. Và những cái form bút két thì nó sẽ rất là phong thủy về tiền bạc. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng thương hiệu Đất Linh Đôn. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Bút két rút miệng như thế này. Đó. Mình có thể mình đựng đồ và những vật dụng. Đựng vừa tất cả các dòng điện thoại, iPad nhỏ. Lên dùm shop một cái mã là 7129, 509 ha. Hôm nay shop sẽ giảm còn 450, 7129, 450k.
và kế đến đó là một chiếc túi bucket ha, màu nâu, có thương hiệu là Maricelli. Còn có một cái chem, chiếc túi này độ mới còn rất là cao ha, trên 80%. Kích thước bề ngang là 27, chiều cao là 28 và cái bề dày là 15, để mình đeo vai rất là ok ha. Ở đây thì mình sẽ gỡ ra và ở đây bên trong lót vải thật đẹp, dập hiệu thương hiệu dập nổi trên cái miếng da, có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót sạch đẹp hết ha. Lên giùm shop một cái mã là 9953 690k 9953 690. Đây còn có một cái tab của Yên Nhật ha, Yên Nhật, hàng từ Nhật về. Qua một chiếc cặp laptop giá thật 100%, có thương hiệu là Lucia, để mình xách tay và mình đeo chéo, chất liệu là vải dù chắc chắn. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, và kích thước của chiếc túi này là bề ngang là 38, chiều cao 25 và cái bề dày là 11, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được, da thật 100% ở đây. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, và bên trong lót vải ha, một ngăn đây và một ngăn đây có khóa kéo miệng, bên trong là lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu Russia. Và ở đây mình sẽ có thể mình đựng laptop nhỏ ở đây, và một ngăn để đựng đồ ở đây, và bên trong dập hiệu thương hiệu Russia mà một ngăn đây, rất là ok ha. Chiếc cặp này da dày dặn và chắc chắn, màu nâu, phơm rồi phơm vuông, giống như chiếc vali vậy ha. Lên giùm shop một cái mã là 6914 ha, 490k 6914 490. Và cái đến đó là một chiếc túi màu đỏ ha, màu đỏ, phơm Hermes và dập vân đà điểu, dập vân chứ không phải là da đà điểu thật nha, dập vân da thật, dập vân đà điểu. Kích thước bề ngang là 41, chiều cao là 31 và cái chiều dày là 17. Túi này khá là bự ha, thế này mình có thể mình đựng khoảng một bộ đồ và những vật dụng. Thì ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng đây, bên trong lót sạch đẹp, và ở đây phía trước làm dạng như foam Hermes ha. Ở đây có một cái khóa kéo miệng đây, thì bên trong lót sạch đẹp có một cái khóa kéo miệng ở đây, sạch đẹp hết ha. Lên giùm shop một cái mã là 9939 690k, 9939 690. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay màu đen vintage, kích thước bề ngang là 36, chiều cao là 20 và cái bề dày là 13. Da thật 100%, để mình xách tay đi tiệc cũng rất là sang ha. Kích thước. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở trên. Một ngăn duy nhất, đựng vừa tất cả các dòng điện thoại, tư trang hoặc là mình đựng đồ đi làm cũng rất là ok. Có một cái ngăn đây, bên trong là lót da ha. Lên giùm shop một mã. Và phía dưới đây thì nó sẽ có một cái đồ hết 500. Hết 500 hết lại ở đây để giữ cho chiếc form túi mình sang trọng ha. Lên giùm shop một cái mã là 0005, 590k, một chiếc túi xách tay màu đen.
Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay vintage để mình đi tiệc các phong hợp, và chất liệu là da trần trám màu đen, nhỏ gọn và xinh xắn. Kích thước bề ngang là 19, chiều cao là 15 và cái bề dày là 5. Để mình xách tay như vậy. Và đây nó sẽ có một cái nút khít 500. Bên trong lót sạch đẹp, có một cái khóa kéo miệng ở đây. Sạch đẹp hết ha. Để mình hít 500 như thế này. Hít 500 thiết kế rất là thông minh ha. Sẽ có một cái khách ở đây để hít lại, giữ cho chiếc túi mình rất là chắc. Đựng điện thoại và ví tiền đi tiệc. Lên nhập shop một cái mã là 9955 590k. Và cái đến đó là một chiếc túi ha, thương hiệu Samsonite Puja, dây đeo là da và túi là da hết ha. Samsonite khá là xịn ha. Kích thước bề ngang là 39, chiều cao là 27 và cái bề dày là 13. Để mình xách tay như thế này, hông cạnh laptop và dây để mình đeo chéo. Và ở đây sẽ phía sau sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải ha, lót vải dập hiệu nguyên bản Samsonite. Và phía trước thì sẽ có hai cái nút để mình gài lại, một hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Một ngăn ở đây thì để mình đựng những vật dụng nhỏ nhỏ ha, đựng bút, đựng viết. Và đây là miếng tách da, da cực kỳ dày dặn, chắc chắn và đựng cả acrylic chất tài tùy thân, rất là ok. Và ở đây sẽ có một ngăn ở đây, một ngăn đây và một ngăn đây, có một cái khóa kéo miệng thương hiệu Samsonite. Xách tay như thế này, da là cực kỳ dày và đẹp ha. Ra dùm shop một cái mã là 7879 ha, 7989. 790 hôm nay shop sẽ giảm còn 500. 7989 500. Và kế đến đó là một chiếc túi để mình đeo vai và có thương hiệu. Kích thước bề ngang, bề ngang là 27, chiều cao là 19 và cái bề dày là 9 để mình đeo vai, rất là đẹp ha. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây và bên trong lót sạch đẹp và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết ha. Và một ngăn ở đây, bên trong là lót sạch đẹp. Đây là miếng tách da thương hiệu Emileno, đập nổi trên cái miếng da ha, da thật 100%. Chiếc túi này mình đựng dừa tất cả các dòng điện thoại và tư trang ví tiền đều được ha. Lên dùm shop một cái mã là 9972 390k, màu xanh đen. Và cái đến đó là một chiếc cặp ha, da thật 100%, độ mới còn khá là cao, 80%, trên 80%. Và kích thước của chiếc túi này, bề ngang là 41, chiều cao là 29 và cái bề dày là 9. Để mình xách tay như thế này, form giống như vali ha, đựng vừa khoảng hai bộ đồ. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải ha và một ngăn chuyên dụng ở đây. Thì sẽ có một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây và hai ngăn nhỏ ở đây,
sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một cái mã là 8025 590k. Và một chiếc túi style thương hiệu Bendicott màu xanh đen da thật, kích thước bề ngang 37, chiều cao 25 và cái bề dày là 8. Để mình xách tay và đeo chiếu đều được ha. Da thật ở đây, và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, và bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Dây đeo chéo chất liệu là vải, dây kèm theo sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây thương hiệu Bendicott và hai ngăn nhỏ ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây sạch đẹp hết ha. Tay như thế này rất là xinh xắn. Lên dùm shop một cái mã là 5580 490k, 5580 490. Và cái quai quai đeo này là da tổng hợp ha, dây sách thì da tổng hợp, hôm nay sách sẽ giảm còn 390 ha, 5580 390. Và kế đến đó là một chiếc túi ha, form đi tiệc da thật 100% màu nâu sô cô la, kích thước bề ngang 24, chiều cao 20 và cái bề dày là 10. Để mình đeo vai ha, đeo vai, và phía sau sẽ có một ngăn da cực kỳ dày ở đây, da thật 100% ha, thương hiệu dập nổ trên miếng da. Và mình mở ra thì sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp hết ha. Có một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp. Lên dùm shop một cái mã là 9944 790k, thương hiệu HD Ames. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Kitamura, form vintage và da thật 100% thương hiệu Kitamura, kích thước bề ngang 25, chiều cao 23 và cái bề dày là 16. Để mình xách tay như thế này, da thật ha. Và ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót da và một ngăn ở đây, bên trong là lót sập đẹp ha, hết 500 và một cái khóa kéo miệng ở đây, và đây sẽ có một cái nút gài lại. Lên dùm shop một cái mã là 9997 ha, 490k. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay phom trống du lịch, chất liệu là da canvas của hãng Valentino, dòng Valentino là đặc trưng cái chất liệu là da canvas chữ V như thế này ha. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là sạch đẹp. Lên dùm shop một cái mã là 9999 ha, 490k. Và một chiếc túi ha, một chiếc túi xách tay cặp laptop màu xanh rất là đẹp ha, kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 30 và cái bề dày là 7, chất liệu là da canvas của hãng, và hãng đây Jim Chalet, và kết hợp da thật, những cái màu vàng là da thật 100%. Và
ở đây sẽ có một cái khóa các mình ở đây, bên trong là lót sạch đẹp ha, thương hiệu. Ở đây sẽ có một cái dựng những vật dụng nhỏ nhỏ ha, có một cái khóa các mình ở đây. Lên dùm shop một cái mã là 7800 790k. Và một chiếc túi xách tay giá thật 100%, có thương hiệu Dập Vân Điểu, kích thước bề ngang 35, cao 25 và dày là 13, để mình xách tay và đeo vai. Giá thật ha. Ở đây sẽ có một cái khóa cái miệng ở đây, và bên trong là lót sạch đẹp ha, và có một cái khóa kéo miệng ở đây, thương hiệu dập nở trên cái miếng da đây, sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một cái mã là 9956, 1 triệu. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay giá thật 100%, kích thước bề ngang 32, chiều cao là 20 và cái bề dày là 10, để mình xách tay và mình đeo vai. Da thật ha. Và ở đây sẽ có một ngăn, và ở đây một ngăn ở đây có một cái khóa cái miệng ở đây, bên trong là lót sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một cái mã là 9993, 490k. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem buổi live ngày hôm nay ha. Tạm biệt cô chú anh chị.